Thấy rằng nó đáp ứng đúng và đủ và vượt quá mọi sự hiểu biết cho một đời sống người tín hữu, và hơn hết nó còn là một cái bước đệm vô cùng vững chắc cho những người bước vào chức vụ kêu gọi để hầu việc này. Nó là cái lẽ thật nền tảng cơ bản mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu rồi, nhưng khi chúng ta đào sâu vào chương trình cây gậy này, chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời rất là màu nhiệm,
Và đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta biết áp dụng lời này để truyền tải trên hội thánh địa phương thì vô cùng giá trị. Cảm ơn Chúa về chương trình này. Tôi ước ao rằng dù cũng có nhiều ngăn trở để có thể không thể tham được trong dự từng khóa học, nhưng Chúa đã làm phép lạ vô cùng lớn lao để rồi mở đường để tôi được tham dự trên 3 trên 4 khóa học. Và để rồi đến giờ phút này tôi được đứng giữa anh chị em ở tại nơi đây. Và tôi tin rằng Chúa còn có nhiều chương trình dạy dỗ hơn nữa trong mỗi cùng ai nếu như kêu mình ước ao học, mình khao khát học. Và tôi tin rằng qua chương trình này kỳ 2 không phải vấn đề người nữa đâu, Chúa sẽ mở ra nhiều rất nhiều người để bước vào trong chương trình học cây gậy này. Và ước ao rằng không chỉ chương trình cây gậy này mà còn nhiều chương trình khác nữa sẽ được mở ra để củng cố và trang bị, để nâng cấp đức tin của con dân của Chúa. Và không những thế, cái chương trình này cũng cho chúng ta biết cách áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Ước xin Chúa giúp đỡ các mục sư đẩy tới Chúa, và xin Chúa ban ơn sức dầu trên các đầy tớ Chúa để tiếp tục đưa ra những chương trình tốt hay áp dụng thực tế trên hội thánh địa phương. Và xin Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài qua các chương trình để rồi mỗi một người biết học, nhưng mà không phải để học để đấy, để thi để lấy bằng lấy thành tích, nhưng họ học để học cho chính đời sống của mình, chính cá nhân của mình, kinh nghiệm Chúa Giêsu là đấng sống, là đấng chân thật. Và để rồi họ truyền tải cái đấng sống đó trên cộng đồng của mình. Và xin chân thành cảm ơn những lãnh đạo đem những cái lời Chúa để dạy dỗ cho tất cả anh chị em chúng ta, cũng như là đời sống của tôi. Thì cảm ơn Chúa cho mọi điều. Mình mới theo Chúa thì chẳng học nhiều bao nhiêu, nhưng mà tất cả những lẽ thật nền tảng mà càng vào sâu hơn trong lời của Chúa thì mình thấy cái sự dạy dỗ mầu nhiệm, hay là để thay đổi đời mình và dùng ra để giúp đỡ cho mọi người. Chỉ có thế thôi ạ. Xuất sắc phải không? Có ai được 101 đuổi không? Hả? Ai da, cảm ơn Chúa được 101 điểm. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Người đầu tiên đó là Nguyễn Hồng Nam. Kỳ thi thứ nhất 84 điểm. Kỳ thi thứ nhì 90 điểm. Kỳ thi nhất đoạt loại giỏi, thứ nhì là xuất sắc. Cả hai kỳ xuất sắc. Vỗ tay, cảm ơn Chúa. Cô Trương Thị Đào, kỳ thi thứ nhất là xuất sắc 100 điểm, kỳ thi thứ nhì là 87 điểm, là khá, cộng cả hai lại là đạt loại giỏi. Cảm ơn Chúa. 87 là giỏi, xin lỗi, 87 là giỏi và cộng cả hai kỳ là xuất sắc. Trần Thị Lụa, Trần Thị Lụa, Trần Thị Lụa, kỳ thi đầu tiên đó là 54 điểm, trung bình. Kỳ thi thứ nhì cũng 54 điểm. Đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Tổng cộng có hai kỳ trung bình, đủ đi đầu đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Nguyễn Văn Trung, kỳ thi thứ nhất là 83 điểm đúng không ạ? Được đoạt loại giỏi phải không? Giỏi đúng là 83 đúng không ạ? 80, ok. Kỳ thi thứ nhì là 93 điểm, xuất sắc đúng không ạ? Cả hai kỳ cộng lại nữa là xuất sắc. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúc nữa những người xuất sắc phải đãi lớp học chầu gì đó nha. Một chầu xuất sắc. Cái chầu gì đó mà nó phải thật xuất sắc đúng không? Nguyễn Văn Nội, chúng ta được khích lệ rất là nhiều. Tại vì đây là lớn tuổi nhưng mà so với tuổi cơ đốc thì gần như là tân binh đúng không ạ? Đúng không? So với chúng ta là thầy nội là tân binh rồi. Kỳ thi đầu tiên thì không đủ điểm đầu, 26 điểm, phải thi lại. Kỳ thi thứ nhì 56 điểm, đủ điểm đầu. Kỳ thi chúng ta mới vừa thi được 50 điểm đúng không ạ? Như vậy cả hai kỳ là trung bình và vừa lọt vào cửa hẹp. Hallelujah.
Đinh Thị Minh Hà. Kỳ thi thứ nhất là 67 điểm. À, kỳ thi thứ nhì là 74 điểm, đọc lại khá. À, cả hai kỳ cộng lại đọc lại khá. Cảm ơn Chúa. Dạ. Lê Thị Hồng Nhung, à Hồng Nhung thì vắng đây. Lê Thị Hồng Nhung vắng đây và cũng không thi kỳ 2, không đọc luôn. Của bộ cũng vậy. Nguyễn Thị Lan Anh. Kỳ thi đầu tiên được 50 điểm. Trung bình. Kỳ thi thứ nhì cũng 50 điểm. Chúc mừng lọt vào cửa hạt. Trần Đông Sang. Kỳ thi thứ nhất 80 điểm. Đọc là giỏi. Kỳ thi thứ nhì 93 điểm, xuất sắc. Cả hai kỳ cộng lại là xuất sắc. Cảm ơn Chúa. Nguyễn Thị Liên. Kỳ thi nhất là 69 điểm. Kỳ thi thứ nhì là 75 điểm. Khá. Đạt cả hai kỳ cộng lại đó là khá. Ủa khá vỗ tay à? Vương Thị Ngọt. Kỳ thi thứ nhất là 84 điểm. Được loại giỏi. Kỳ thi thứ nhì là 83 điểm. Cũng loại giỏi đúng không? Cả hai kỳ cộng lại là giỏi. Nguyễn Văn Mùi. Kỳ thứ nhất 70 điểm. Kỳ thi thứ nhì là khá. Kỳ thi thứ nhì là 60 điểm. À, cả hai kỳ cộng lại là khá. Cảm ơn Chúa. Vỗ tay. Vũ Văn Hiếu. Kỳ thi thứ nhất là đủ điểm trung bình. Kỳ thi thứ nhì là 68 điểm. Cộng cả hai kỳ là đạt loại trung bình. Có nghĩa à, xuất sắc cộng thêm điểm xuất sắc nấu cơm nữa. Alleluia. Cả công chúa xuất sắc nấu cơm. Không biết tôi phải ghi vô đây sao được. Cô Nguyễn Thị Liên. À, kỳ thi thứ nhất là 5 điểm. Điểm rất thấp. Thi lại được đủ điểm trung bình 50 điểm. Kỳ thi thứ nhì 80 điểm. Wow. Đó, cô chú mời đến tên để lớp học cảm ơn Chúa điều đó. Tiến bộ rất là vượt bậc, cảm ơn Chúa lớn tuổi nữa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. À, như vậy được xếp là khá cả hai kỳ. Thầy Cao Văn Bản. À, kỳ thi đầu tiên là 65 điểm. Kỳ thi thứ nhì là 50 điểm. Cả hai kỳ cộng lại là trung bình. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trần Thị Đông. Kỳ thi thứ nhất là trung bình. Nhưng mà phải vớt mà vào cửa hẹp. Và đúng từ ngữ Kinh Thánh là được cứu dường như qua lưỡi đó. Nhưng mà kỳ thi thứ nhì 94 điểm. Xuất sắc. Mời đứng lên cho lớp đôi tay cái nào. Cảm ơn Chúa. Có cái bộ vương bực. Tuyệt vời. Mà đã vậy là bị ốm đi lên sâu nữa. Thái Nguyên. Ốm ở nhà ôn bài hay là ốm thật? Ốm thật ở nhà đó. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời. Đó mà rất tuyệt vời. Vũ Văn Thiệu. Kỳ thi đầu tiên. Kỳ thi đầu tiên 25 điểm. Là phải làm lại thi lại. Và sau đó thì đủ điểm đầu. Cũng giống như vậy, đúng không? Được cứu dường như qua lửa, đúng không? Phải nhưng mà kỳ thứ nhì thì không cần điểm vớt gì cả, đủ tư cách vào trong cửa hẹp 58 điểm. Hallelujah. Cũng là một trong những tân binh, đúng không? Thì một tân binh cũng mới. Cảm ơn Chúa. Như vậy là tuyệt vời đó, tuyệt vời đó. Thì sáng những cái bài mặt bài của mình tương đối là cũng khó, nhưng mà như vậy. Vũ Thị Phượng, dâu của Điện Biên, đúng không? Cô gái làm dâu Điện Biên. Kỳ thi đầu tiên được 65 điểm, kỳ thi thứ nhì được 87 điểm, điểm trung bình là, xét quả trung bình là khá, bổ tay cảm ơn Chúa. Nguyễn Thị Căng,
ở Thường Tín. À, kỳ thi đầu tiên là 34 điểm, sau đó thi lại được 57 điểm, đúng không? Và kỳ thứ nhì được 50 điểm, à, đủ điểm vào cửa hàng, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Người cuối cùng là Hồ Sĩ Nga, có thầy Nga không? À, về rồi, ok. Sĩ Nga thì tại vì bắt buộc phải thi lại, đợt này thì đủ điểm đầu 50, nhưng mà kỳ cái đợt trước là 35 điểm, không đủ điểm đầu. Và đó là 29 người, à, tôi đọc tên. À, và bây giờ chúng ta sẽ trao cái văn bằng tốt nghiệp cho các đệ tử của Chúa. À, xin mời, à, tôi sẽ đọc tên hai người ban giáo viên trước. Và đây là cái văn bằng mà chúng ta sẽ nhận được. Đây là văn bằng mà chúng ta sẽ nhận. Dạ, thông cảm, thông cảm. Đây là cái văn bằng mà chúng ta sẽ nhận được. ICM viết tắt là International Christian Mission. Có nghĩa là đây là cái trường chức vụ cơ đốc quốc tế, trường chức vụ cơ đốc quốc tế, đúng không ạ? Certificate of Complex, có nghĩa là chúng tôi có cái văn bằng chứng nhận, đúng không ạ? Về những thành tích của Nguyễn Thị Hạnh đã trung tín, xuất sắc, tốt nghiệp cấp 1 của cây gậy người trang bày. Từ ngày 18 tháng 3 2016 cho đến 21 tháng 3 2017, và ký tên hai bên, một bên là bên ICM ký tên, đúng không ạ? Một bên là tôi ký tên, đúng không ạ? Và đây là cái văn bằng sẽ được gửi cho quý vị cấp 1. Trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Chúng ta có tay cảm ơn mục sư. Đây là văn bằng quốc tế nên thành ra là nó không có dấu nha. Nên thành là chúng ta thông cảm ha. Việt Nam tại vì để dấu vô thì ta đọc không được nhé. Ok. Mời mục sư Lê Khắc Hiền nhé. Mời mục sư Đỗ Thị Huấn. Và mục sư Dương Thị Thu. Dạ, mời mục sư Đinh Văn Tuyên. Mời mục sư Đỗ Đức Khương. Người tiếp theo là Nguyễn Hồng Lan. Sau người tiếp theo Trương Thị Đàm. Trần Thị Lộ. Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Nội chuẩn bị. Rồi, Nguyễn Văn Nội. Đinh Thị Minh Hà. Thì là này. Trần Đông An. Bỏ công. Bỏ công
Nguyễn Thị Liên, khi đọc tên rồi chúng ta sẽ chuẩn bị lên ạ. Vương Thị Ngọt. Đó, thầy Nguyễn Văn Mùi. Rồi Vũ Văn Hiếu. Chúng ta sẽ làm với thầy đi ạ. Đinh Chính Doanh. Rồi Hải Dương Nguyễn Thị Huyên. Nguyễn Thị Liệu. Cao Văn Bản. Trần Thị Đông. Vũ Văn Thiệu. Vũ Thị Phượng. Vô đây. Nguyễn Thị Căn. Căn bản là qua. Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta, những người nhận văn bản thì chúng ta đứng sân hàng trước đây. Đây cô ấn ở đây, cô chụp vào đó. Nắm đều nhé. Hai chiếc rồi. Bằng mình đâu nhỉ? Bằng cái bàn. Bằng cái bàn. Dịch lên tí cho nó to, mong mặt lên. Vâng, đời hôm nay có gì nhỉ? Lên là đây là một cái quay quay. Không thể là cái quần này đi về. Được rồi. Trời là cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã đưa chúng con vào trong gia đình của Ngài. Và dòng huyết của Chúa Jesus Christ mà chúng con được làm con cái của trời và chúng con được Ngài dạy dỗ bằng lời của Ngài. Cảm ơn Ngài vì khóa học gây dựng cái chân bày này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì qua khóa học này Chúa đã trang bị lời của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con, nền tảng lời của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, để chúng con được biết là thật, để thật buông tha chúng con, để chúng con bước đi một đời sống tự do ở trong Ngài, trong Chúa Jesus Christ của chúng con, và chúng con cũng được nhận biết được những uy quyền mà Chúa ban cho đời sống của chúng con, để chúng con sống một đời sống đắc thắng, một đời sống kết quả chính mình Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì kỳ học này đã cho chúng con được trải qua trong một năm qua, và Ngài đã ở cùng và đã hiện diện để giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, và hôm nay chúng con được kết được tốt nghiệp lớp học này. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước trên tôi tớ của Chúa là một sự đức, cũng như là những các tôi tớ của Chúa trong ban giáo viên cùng với tất cả học viên ở đây. Chúng con cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để những lời gì chúng con học để rồi đóng ấn trong đời sống của chúng con. Chúng con áp dụng trong đời sống của chúng con và bước đi một đời sống đắc thắng, một đời sống kết quả chính mình Ngài. Chúa ơi, để rồi chúng con cũng truyền tải lời sống
này của Chúa đến cho hội thánh của Ngài để giúp đỡ cho nhiều người nhận biết lẽ thật của chính mình Ngài. Và chúng sử dụng mỗi đời sống của chúng con là một con gặt cho Ngài, để rồi qua đời sống của chúng con, danh của Ngài được vinh hiển, vương quốc đại mở mang, ôi nước, và nhiều người sẽ nhận biết chính mình Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự chu cấp, sự gìn giữ, sự bảo vệ, sự sức giàu của Ngài trên lớp học này. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng, và chúng con dâng vinh hiển cho Ngài, chúng cầu nguyện cho danh Chúa. Alleluia. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Và xem như chương trình chúng ta đã kết thúc trong buổi chiều hôm nay, tôi sẽ có một cái thông báo cho cái chương trình của lần sau chúng ta gặp lại.